hại về phía bên kia. Ví dụ như lúc mà Bắc Hàn nó xâm lăng Nam Hàn á, thì người dân Nam Hàn bị thương họ cũng chẳng chạy về phía lính Mỹ chứ không chạy về phía Bắc Hàn, trong khi Bắc Hàn mới là đồng bào của họ mà, lính Bắc Hàn là đồng bào của họ mà, họ lại chạy về phía lính Mỹ. Tại sao các anh chị? Là để gì? Bởi vì họ biết chạy về phía nào thì họ sống, chạy về phía kia họ chết. Có khi họ chạy về phía lính diệt cộng họ vẫn sống chứ không phải không chết, có khi họ vẫn sống nhưng mà sau đó rồi thì sống không bằng chết. Không tin các anh chị hỏi những người vượt biên sau năm 75 thì có phải họ sống không bằng chết không? Đấy, các anh chị sống với cộng sản là sống không bằng chết, trừ khi các anh chị có cái đầu cộng sản. Còn nếu các anh chị là cái đầu con người chứ không phải là con cộng hay là con mọi á, thì các anh chị cái đầu con người không bao giờ sống được với cái bọn mọi với bọn cộng. Nó dễ hiểu là như vậy đó. Thành ra người ta trong cái phản ứng mà tự nhiên người ta sẽ chạy về phía nào là cái lẽ sống của người ta, cái nơi đó là cái nơi nhân ái, cái nơi văn minh. Thì cái súng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cái súng của lính Mỹ là để bảo vệ, để bảo quốc an dân cho Việt Nam Cộng Hòa, đó là chánh nghĩa, các chị nhớ cho rõ nha. Nhưng mà cái tội fake news, cái tội tin giả, cái tội tin điểu nó lật ngược hết, nó dùng mọi cách để nó biến cái súng của lính Mỹ, cái súng của Việt Nam Cộng Hòa là quân xâm lược, quân tay sai. Nó nói quân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là tay sai của Mỹ, nó nói Mỹ là xâm lược. Các anh chị thấy tụi nó rất là khốn nạn không, nó rất là điểu cán không. Và còn nữa, chẳng hạn như ở trong trong lòng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thôi, các anh chị nhớ cái sự kiện mà ông Tướng Lon bắn thằng Việt Cộng, thằng khủng bố 7 lớp ở trong trận Mậu Thân năm 68. Trận Mậu Thân thì quý vị biết rồi đó, là tụi Việt Cộng nó cứ xua quân vô, nó gặp người dân nào nó cũng giết hết đó. Nó không cần phân biệt là các anh chị là dân gì, cứ giết giết là đã tay gì thôi, tức là nó nói đó là làm cách mạng đó. Thì cái kiểu cách mạng đó là cái kiểu các anh chị hiểu rồi, là cách mạng của loài quỷ chứ không phải của loài người. Thì á, có một gia đình là nó biết được gia đình này là gia đình quân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa, thì nó rất là thù ghét. Thì thằng 7 lớp này nó trời xui đất đuổi gì đó, ma xui quỷ khiến gì đó, nó lọt cho đúng gia đình đó, thì nó giết sạch gia đình đó không chừa một người. Chỉ có một đứa bé 2 tuổi nó giết, nhưng mà giết hụt, các chị nên nhớ rõ cái điểm này, nó giết luôn nhưng mà đứa bé này may mắn là chỉ bị thương mà không chết. Thì khi đó ông Tướng Loan của mình ông mới bắt được thằng 7 lớp này, thì các chị tưởng tượng nó giết sạch một gia đình, già trẻ bé lớn, giết hết mấy đứa con nít trong gia đình luôn, nó giết không chừa một mạng, mà đứa 2 tuổi mà nó cũng giết luôn, nhưng mà hơn cái là bị thương thôi chứ không chết. Thì ông Tướng Loan ông bắt được ở trong cái lúc mà chiến tranh hỗn loạn vậy nè, cái tuổi khủng bố nó đang giết dân tràn ngập vậy nè, thì một ông tướng trận mạc của chiến trường mà bắt được thằng đó, quý vị nghĩ ông làm gì? Quý vị nghĩ ông phải làm cái gì thì quý vị mới cảm thấy vừa lòng? Ông phải cho nó ăn, ông phải cho nó uống, ông phải ngồi đàm phán với nó rằng từ đây sắp tới anh hoàn lương đi, anh đừng có giết dân tôi nữa, anh làm ơn please, tôi năn nỉ anh đó, vậy đó hả? Vậy mới được đó, hả? Hay là bà có nội cha mày, quân khủng bố không phải là loài người, tụi mày là loài quỷ sát nhân. Trong chiến trường không có luật gì ngoài luật của họng súng, đưa nó bắn nó một viên cho nó lẹ hơi xích đau, mà các anh chị đem nó về mà nuôi nắng rồi năn nỉ rồi rồi giải thích rồi rồi chiều chuộng rồi vuốt ve rồi vỗ béo nó rồi đưa nó về bắt bị tiếng 17 hả, rảnh dữ vậy, rồi cái lại nó lại vô miền Nam nó giết dân mình nữa hả? Trong trận mẹ không có cái luật nào ngoài cái luật họng súng hết đó. Thì ông Tướng Loan ông có cái lòng căm phẫn của ông có cái tình yêu thương của ông đối với người dân, ông có tình yêu thương đối với đồng loại, thì ông hành động hết sức là lương tri, rút súng bắn một cái tên sát nhân ngay lập tức. Bắt đầu cũng những thằng phóng viên chiến trường, cũng những thằng fake news, những thằng truyền thông khổ thổ tả khốn kiếp, nó chụp được tấm hình ông Tướng Loan bắn vào đầu thằng 7 lớp ngay khoảnh khắc đó luôn, bắt đầu nó đưa khắp, gọi là khắp thế giới luôn khắp thế giới luôn, bắt đầu nó rủa xả ông Tướng Loan, bắt đầu lên giọng đạo đức. Người ta cần phải được đối xử một cách nhân đạo, người ta tức là thằng thằng khủng bố đó đó, người ta cần phải được hỏi cung, người ta cần phải được luật sư bảo vệ, xin lỗi luật sư Thọ cho em nói khúc này người ta cần phải có tòa án phán phát xét xử, rồi người ta còn có quyền chống án, rồi cho tới cuối cùng thì bản án cuối cùng rồi thì mới đem giết người ta. Tụi nó lên cái bài ca đạo đức, các anh chị biết không, bắt đầu ông Tướng Loan gọi là không ngóc đầu nổi với tụi nó luôn, mà trong khi một người tướng trong lúc đất nước bị lâm nguy, trong lúc người dân bị sát hại, và đất nước bị lâm nguy không phải bởi một thằng giặc nha, mà bởi chừng 8 9 thằng giặc đánh chúng ta cùng một lúc á, mà người dân sát hại trên khắp tất cả các tỉnh thành, mà trong những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, mà nó giết không chừa già trẻ bé lớn, thậm chí nó đào hố nó chôn sống người ta mà chôn tập thể luôn, thì cái loại giặc đó mà các anh chị chờ bắt giữ, chờ thẩm vấn, chờ điều tra, chờ tòa án, rồi chờ luật sư, rồi chờ cho nó cái quyền phản cung phản tố, rồi chờ cho nó quyền yêu cầu xin giảm án, ba la đủ thứ. Thì xin thưa quý vị, lên lên game á, chơi game á, thì nó mới có những cái quốc gia kiểu đó mà nó tồn tại. Còn những cái quốc gia mà trong cái cơn lâm nguy như Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cần 1.000 ông tướng như ông Tướng Loan, chứ đừng nói một ông như vậy. Nhưng mà dễ gì tụi nó quốc tế cộng sản nó tha cho những ông tướng như vậy, dễ gì nó tha cho những người mà có những hành vi quyết liệt như vậy. Bởi vì quý vị nhìn qua thằng Nam Dương Indonesia, có cái cách mà nó đối xử với quân phiến quân cộng sản như thế nào, các anh chị thấy ngày hôm nay đất nước của nó không có một móng cộng sản, quý vị nhìn quý vị hiểu không, quý vị thấy không?
Đúng, cái với tới cộng sản nó rút kinh nghiệm từ Indonesia, từ Nam Dương, nó đâu có cho những cái người tướng như ông Tướng Loan mà được nhân rộng, được nở rộ, nó đâu có cho những cái trường hợp như vậy mà được tôn vinh, được ca ngợi. Nó phải dìm dập, nó tiêu diệt cho bằng được. Thậm chí sau này ông Tướng Loan qua bên Mỹ rồi mà tôi còn biết, nó còn bâu theo, nó cắn ổng cho bằng được, nó cắn tới chết luôn anh chị. Sau đó khi ổng chết rồi thì cái thằng phóng viên chiến trường nữa đó, nó già nó cũng gần chết rồi, nó mới viết một cái bài dài thòn lòn vậy nè, mà xin lỗi quý vị, tôi dân hai lúa kinh tế mới, tôi đọc cái bài đó đọc muốn sặc máu vậy đó. Mà đại ý là vậy nè: xin lỗi nghe, tao lỡ rồi, xin lỗi mày nghe, tao tao lỡ rồi, tao lỡ chụp tấm hình, tao lỡ viết Lâu bài về lâu mày. anh nói gì cũng tội nghiệp. Nó nói ông, nó nói là tôi chụp được cái hình này là tôi đã giết ông, mà cái đó tôi không muốn, tôi lòng tôi đó tê tái, tôi rơi lệ. Tại vì nó lại nó xin lỗi ông nói rằng đó ông không có, ông có lỗi gì, ông làm phận sự của ông, tôi làm phận sự của tôi. Thành Dạ ra anh nó Thọ, đọc cái đó mà hiểu đó, thấy là rất là đau lòng. Với dạ lại anh Thọ chia sẻ rất là chính xác. Dạ mấy em nói cho mà mấy bạn trẻ trong nước dễ hiểu, tức là khi mà anh đưa một cái bản tin, hay là anh chụp một tấm hình, anh viết một cái bài, một cái caption cho tấm hình đó, một cái chú thích cho tấm hình đó, anh không có nghĩ tới cái hậu quả mà cái tội quốc tế cộng sản đó, nó luôn canh me để nó áp dụng từng chiêu thức phản tuyên truyền, từng chiêu thức một nửa bánh mì, một nửa sự thật, để nó đánh lụng bại một con người, lụng bại một một quân lực, một cái phục, lụng bại một cái chính nghĩa, và nó làm sụp đổ cả một quốc gia của người ta, từng chút từng chút từng chút một như vậy á, nó cộng lại nó thành ra một cái sự sụp đổ dây chuyền cho Việt Nam Cộng hòa của chúng ta, cộng với cái sự mà phản bội của Đảng Dân chủ Mỹ nữa, thưa các anh chị. Thì tất cả những điều đó cho chúng ta thấy một điều rằng chúng ta là quốc gia nếm mùi của tội truyền thông mà tin giả, fake news, sớm hơn mà nước Mỹ và thế giới tới cả nửa thế kỷ, phải không các anh chị? Hình như chúng ta hơn hơn tụi nó, chúng ta nếm trước, chúng ta nếm trước, thành ra bây giờ chúng ta rất là rành. Thì các anh chị thấy những người Mỹ mà gốc Việt, những người Việt chúng ta đang ở Mỹ là quốc tịch Mỹ, mà họ đang miệt mài chống lại tụi tin giả, họ đang đứng về phía chính quyền ông Trump, họ chống lại cái tụi mà toàn cầu hóa, hay còn gọi là tụi thổ thổ tả, hay tụi quốc tế cộng sản trá hình đó. Thì bởi vì họ quá hiểu cái câu chuyện nước Mỹ ngày hôm nay. Nước Mỹ ngày hôm nay nó là một cái tấm gương phản chiếu, hay còn gọi là một cái bánh xe lịch sử, nó có một cái dòng lọc rất là thú vị, nó lặp lại câu chuyện của Việt Nam Cộng hòa ở tại nước Mỹ sau 45 46 năm. Tôi thấy vậy đó, mà tôi nghĩ là chắc cũng nhiều người thấy điều đó giống như tôi, rằng là tin giả nó cũng giết nước Mỹ từ bên trong, những cái hãng truyền thông tin giả nó cũng khiến cho người dân Mỹ căm thù chính chính quyền Mỹ, căm thù chính chính nghĩa quốc gia Mỹ, họ căm thù những giá trị cốt lõi của quốc gia Mỹ mà họ ủng hộ giá trị của bọn quốc tế cộng sản. Các chị thấy nó nguy hại không? Người Mỹ mà đi đập bỏ văn hóa truyền thống gốc tích của chính mình để rước những thứ văn hóa gốc tích lạ đem về áp dụng và ca ngợi ở trên chính quê hương của nước Mỹ, dĩ nhiên không phải toàn nước Mỹ mà chỉ có những cái tiểu bang mà họ bị xã hội chủ nghĩa quá thôi, nhưng mà cái điều đó chúng ta thấy nó là một cái dòng lọc rất là thú vị của lịch sử, và ngày hôm nay á, câu chuyện nó hoàn toàn giống hệt nhau, đó là cái bọn tin giả, cái bọn tin điểu, nó khiến cho quốc gia của các anh chị có thể rạn nứt và sụp đổ từ bên trong. Thì đó chính là những điều mà tôi muốn trao đổi với các anh chị trong cái chủ đề ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị, và tôi mong được sự góp ý và phản biện từ tất cả quý vị. Cảm ơn sự rất rất là nhiều. Thưa các anh chị và các bạn, để trước khi Tuyền mời ý kiến của luật sư Đinh Trấn Thọ đó, thì Tuyền sẽ trình bày cho các anh em một vài cái bức ảnh để chúng ta phụ họa thêm cho những cái lời mà Huy vừa nói với chúng ta đó. Thì cái hình trong lúc Huy vừa nói là Tuyền đã cho các bạn xem cái hình ông tướng Loan bắn chỉ súng vào đầu cái tên bảy lốt này. Thì bây giờ cái bức ảnh đó đó thì cộng sản đã được đưa lên cả cái truyền thông của thế giới, và đã chiếc cái uy tín của tướng tướng Quang như thế nào thì đã trình bày với chúng ta rồi. Thì chúng ta thấy như thế này, một những cái con người mà họ mang cái lòng giả dối để họ đạt được mục đích gì đó, họ bất chấp tất cả những cái tội ác, qua truyền thông họ sẽ đưa những cái bức hình nó có chỉ một phần nhỏ sự thật, hoặc là một bức hình giả để đưa lên thế giới nhằm giành lấy cái chính nghĩa đối với cái người dân trên toàn thế giới ủng hộ một cái xã hội chủ nghĩa như thế. Ngược lại, những cái bức ảnh mà họ gây tàn ác thì không có một cái bức ảnh nào mà được lọt ra ngoài thế giới cả, mặc lên truyền thông cả. Thì chúng ta thấy đây là một cái thủ đoạn hết sức là thâm độc của cộng sản, đúng không? Chẳng hạn như cho các bạn xem trên màn hình đây, đây là những cái bức ảnh mà cộng sản họ đã gây tàn phá quê hương Việt Nam. Đây là cái cảnh đổ cát của đất nước Việt Nam. Rồi đây là họ đổ quân, họ đi trên cái con đường mà từ Bắc vào Nam, họ đưa quân vào. Rồi đây là cảnh cảnh những người 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 Bắc họ di cư từ từ ngoài Bắc vào trong Việt Nam, họ chạy giặc mà bom đạn, đây là do ai gây ra chiến tranh, chính là do cộng sản Việt Nam bị
cộng sản quốc tế dắt mũi để gây ra cái cuộc chiến này. Thì qua cái bức ảnh này là người ta có chú thích với các bạn, người ta để là năm 1954 và đến năm 1975 cộng sản đã chà đạp hiệp định Geneva rồi xâm lăng miền Nam, dùng súng đạn Nga Tàu bắn giết chết nhân dân, tàn phá miền Nam, gây xáo trộn xã hội miền Nam, gây khổ đau chết chóc cho hàng triệu người Nam lẫn Bắc. Thì đó, những cái bức ảnh như thế này truyền thông trên thế giới họ họ có thấy được không? Họ có nhìn được cái cảnh mà người cộng sản Việt Nam gây ra những cái đau thương, những cái tàn phá đất nước người Việt Nam như thế nào không? Họ không nhìn thấy cái cảnh đó. Cho nên cái thời đó thì những cái thời đó nha, chứ bây giờ thì đã khác. Và đây những cái bức ảnh kế tiếp chúng ta thấy cái tàu, một cái tàu mà như là của người Pháp, họ rước những cái người dân di cư năm 1954 kêu họ họ chạy vào lên cái tàu này để vào Nam. Rồi đây là cái cảnh mà trong cái trại sinh hoạt của cái trong miền Nam khi họ được tàu của Pháp đó, người ta gọi hình như là đó là tàu hóa mồm của Pháp đó, để chở dân miền Bắc 1 triệu người di cư từ năm từ Bắc vào Nam năm 1954. Thì họ sinh hoạt như thế này, họ găng nhau ở trong Nam, họ sẽ tắt cho những cái nền cảm đó. Rồi đây là có những cái con thuyền nhỏ nhỏ như thế này của người dân miền Bắc, họ chạy, họ dùng cái con thuyền nhỏ này để họ đi cái con đường mà họ trốn giống như vượt biên năm 1955 đó, ra đến cái tàu của Pháp, tàu ở ngoài biển. Bởi vì nếu mà cộng sản họ thả cho đi tự do đó thì có thể cái miền Bắc đó chỉ còn những người cộng sản thôi, còn những người khác họ sẽ đi hết vào trong Nam. Chính vì cái lý do đó tôi nghe rất là nhiều đi trước kể cho tôi nghe cái thời đó là như vậy, cái bị chặn đi chứ không phải là có bao nhiêu 1 triệu người thôi đâu. Thậm chí là tìm có tiếp xúc với một vài người mà cha mẹ của họ là cái nạn nhân chạy từ Bắc vào trong miền Nam năm 1954. Và những cái vị đó kể rằng cộng sản họ chặn mọi nẻo đường, đâu có cho đi thoải mái đâu. Một số là họ trước ống kính của thế giới thì họ cho cái nhóm nó đi, là thế giới thấy ồ cộng sản họ rõ ràng là họ rất là minh bạch, họ để cho dân đi chứ đâu phải là họ ngăn cản. Nhưng mà sau cái bức màn giả dối đó, sau cái truyền thông xảo trá đó là một cái sự họ khống chế người dân miền Bắc không cho chạy vào Nam. Thì cái bức ảnh này để là di cư nè, năm 1954 1 triệu người dân miền Bắc đã bỏ chạy vào miền Nam lánh nạn cộng sản, ít nhất là vài chục ngàn người đã bị cộng sản giết chết trên đường đi tìm tự do. Bây giờ chúng ta thử hỏi vì sao mà khi mà cái hiệp định Geneva được ký kết mà người dân miền Bắc lại chạy vào miền Nam, tại sao không ở lại miền Bắc? Thì đây cái hình ảnh đây chúng ta thấy đây là hình ảnh đấu tố. Cái cuộc đấu tố này là diễn ra năm 1952 đến năm 1956. Đây là hình ảnh một người đang đứng trước một cái đám đông và một cái người đứng sau cầm súng. Thì phía đám đông đó là người dân, thì đây là chắc đây là một cái người điều chủ như nào đó mà họ cho đây là kẻ gian ác để đem ra hồ đấu tố. Thì kế đến cái hình là cái người này đã nằm xuống chết ở sau khi bắn. Và ở đây là người ta để là năm đấu tố năm 1952 đến năm 1956 giết dân cướp của theo lệnh Nga Tàu, kết quả là có trên 200.000 người bị chết oan, vài triệu người bị khủng bố, mất nhà mất đất mất thân nhân, không có phương tiện mưu sinh. Thì để thấy rằng những cái bức ảnh này là sự thật nhưng lại không được loan tải trên truyền thông của người Việt cũng như trên thế giới. Mà ngược lại những cái truyền thông giả, những cái tin giả của cộng sản thì họ đã coi như là họ đưa cái thông tin này đi lên thế giới đến khắp nơi để cho người ta hiểu lầm là cái đảng cộng sản là cái đảng rất là tốt. Mà ngược lại Việt Nam Cộng Hòa là những cái con người ác độc, cái thể chế ác độc, cũng như Hoa Kỳ là một cái đất nước mà xâm lược. Thì để thấy rằng cái truyền thông giả nó gây tan thương cho cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày xưa như thế nào. Và bây giờ chúng ta cả 90 người dân Việt Nam của chúng ta đang sống trong nô lệ, trong ngục tù, trong sự cướp bóc, trong sự hành hạ, trong sự bóc lột, cái tận xương tủy như thế nào. Thì chúng ta thấy được cái truyền thông giả tuy nó không có cái gì để gọi là làm chúng ta trực tiếp đau đớn, nhưng mà cái hậu quả của nó khiến cho hầu như là không riêng một quốc gia mà cả thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với một cuộc đại thế chiến, đó là Trung Cộng họ bành trướng, họ dùng virus bụi máng, rồi họ bây giờ họ đang tiến mạnh hơn nữa và họ đang dùng cái lực lượng vũ lực vũ trang của họ đang hùng mạnh trở lại, họ chiếm những